Chúng tôi đang đi ra bè để bắt lấy cá. Đây, vợt đây. Gần tới bè cá rồi. Cái phi nhựa này khoảng mấy mấy năm thì nó bị hư anh, nhưng mà khoảng mấy năm thì nó mới bị lủng. Năm sau năm à? À, năm sau năm là được rồi, là thay được rồi. À, kéo nó lên cho là nó. Nó có ấy cả rong rêu đây luôn. Dạ. Dồn nó lại à? Đúng là nhiều thứ mà đúng không? Chưa đâu, đây ơi. Đang tính lựa cái gì? Cá hồng hả? Cá hường hả? Rồi. Đây, con cá đã được mang về. Tươi, dẫy đành đạch. Một ký rưỡi 50. Dạ. Cũng to, tương đối to. Đúng rồi, cái này đưa đưa lên cuốn dây bạc để đặt đốt than nướng thế này nữa thì thôi rồi. Dạ. Đây là con cá đã được nướng chín, than đỏ rực.
đấy 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 đấy, con cá lúc cái con cá lúc nãy đi vớt về đây. Ê, em mở ra đi, em mở ra đi, tớ quay cho nó đẹp. Cá này là cá 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 hường nướng, cá hường nhưng mà cũng tự đi vớt về tự nướng. Nãy có quay cảnh vớt rồi. Trời ơi, đã. Trong khi đợi nhà chủ nướng cá dùm thì chúng ta đã đi mò nghêu lặn để lấy sò mai, sò vẹo. Những con đó nó ở ngoài nước sâu, lặn sướng lắm. Thơm quá. Con cá này ký mấy à? Ký rưỡi 50. Ừ, ký rưỡi 50. Mà như nó còn mặn. Ê, còn nóng luôn à. Ấy. Đừng bóc ra bây giờ tí nữa ăn nó nguội. Thế hả? Khi nào ăn mới bóc chứ. Bóc luôn, ăn luôn giờ đấy ăn gì nữa. Mà. Ăn luôn đấy. Còn làm cái này đã được đâu. Cái nướng đâu ăn đó. Nướng nào ăn đấy đi, ăn đi, đó. Bê cả bê cả cái ấy lên đây luôn. Bê cả cái đồ nướng lên trên này luôn. Lật ra đi, lật ra đi, lật ra đi. Nguội hết, thôi khỏi đi. Đây này, con cá nó dài đây này, đó, thấy chưa? Lột. Dính lắm. Cũng phải lột ra ăn chứ không lẽ thì không ăn. Đó, đó. Cũng hơi bị bén lửa này. Đấy, đấy. Nãy mình chưa gọi là cho... Nó muốn gọi cho mình... Nè, có đoàn khách đến. Đây, chúng tôi đang ăn thì lại có một đoàn khách đến. Đoàn khách này rất là... Đoàn khách này nghe báo là 14 người. Mời ra xem sản phẩm của bọn tôi mới mò nè. Mò lặn lặn ở ngoài đó đấy. Ở cái bãi đó. Bãi ở ngoài biển đó. Mò dính mấy con này hả? Ở đấy mới mò xong nè. Có sò quạt luôn hả? Có đủ hết luôn. Thợ lặn chín đây. Yeah. Mò dính con cá luôn. Không, cá đó là cá của ông chủ, ông chủ cung cấp. Cá đấy cá của chủ. Là gì? Vừa lặn lên á. Thay đồ. Quá trời luôn. Cô chú ở đâu lặn? Ở Bình Thành, Bình Sài Gòn, các kéo ở đâu? Các em ở đâu? Trong đây nè, cái bên nè. À, cái bên đây hả?